Có ăn là tạ. Chả có cái gì mọc được. Đã lên, toàn là đã lên. Cái này giả lô cho tôi. Giả lô để cho nó nén. Cái quay nuôi đá. Nuôi đá ấy. Đá trồng văn. Cầm được cái quay cái bác. Cầm được cái quay. Con gây hả? Nuôi đá. Đồng văn mèo vàng. Cầu thì về Hà Giang với tôi. Anh Kim, quê hương thứ hai của anh Kim. Quê hương thứ hai thật chứ. Con hen con lá này đứng nó đi đá tính đá. Chà, con lên đây mới thiệt là đá này. Rồi. Ít mua bắp chứ con này bắp con gắt cấy xong thì đóng rồi đấy à. Giờ đây, giờ mà em mua bắp thì chả thấy đá đâu. Cái nó lành quá ấy. Lành rồi chết hả? Chẳng phải nặng hả? Nặng rồi nó đéo chết. Lành rồi chết. Mua này đi à. Cỏ giặt trên đá nó còn sống mà. Tí đất thôi. Xả sung la. Xả sung la. Sung la. Nghĩa phần xả sung la. Xả phình. Xả phình xả phột. Đấy là xả xả phình. What?